Rồi chị lên chị nói về thuế nhà Pháp nha. Nhưng mà giờ cũng trễ rồi nha chị, ngắn quá nha chị. Ngắn thôi chứ giờ cũng trễ lắm rồi. Rồi mời chị lên nói về thuế nhà Pháp. Rồi, chứ mang trậu này nó không có nhà mà nó nói hoài nhức đầu quá. Rồi chị lên chị... Chào em, chào mọi người. Cứ suốt ngày than 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 Chào chị. than thuế quá chừng luôn. Hỏi chị Nó ơi, có nhà đâu mà nó than mệt ghê. ai cũng Nó than không hết có nhà trơn. ăn gì Trời được. ơi, em biết cái phá pháp mà nói có nhà một cái ha, không có người nào mà chịu nổi hết. Chết hết tại chỗ luôn. Rồi Chị chị nói thuế nhà cho tôi nói ngán đi chị. chị nói cho đó, tại là nói về thuế nhà là chị rành lắm, tại cái đó là trước khi chị mua nhà là chị phải tìm hiểu nhiều lắm rồi. Vậy nói thuế là, nói chung thuế là cái đó chị có, cái đó là chị rành nhiều nhất thôi, chứ còn ngoài ra chị kinh doanh khác chị không biết nhiều. Thuế ở bên Pháp ở nhà chị nói rộn ha, chị nói nhanh chút xíu cho mọi người, kiểu như là ai mà chửi chế chị ha thì chị báo cáo cho biết trước là cái thuế nó rất là Pháp đó, nó rất là nhiều 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 thứ, mình không có thể nào mà mình nói một chữ một là nó sẽ mọi người sẽ hiểu hết toàn bộ chung chung hết luôn ha. Thuế là nhà lúc mà mình mua là mình mua để mình ở ha, là nó có hai loại thuế, là thuế đất của mình á, là cái đất với lại cái nhà mà mình bao nhiêu mét carré trong nhà của mình có thể mình ở được á, nó tính theo chiều cao thấp này nọ là xung quanh luôn á, là tùy theo cái mét carré của mình là nó tính trung bình á, là em có cái nhà mà khoảng chừng 100 mét carré ha, thì không có bao nhiêu 100 thì khoảng chừng 5 người ở vậy đó, 100 mét carré là em trả tùy theo dùng, tùy theo chỗ nữa. Ủa, một một 100 mét đó với 100 mét vuông nó khác nhau không chị? Khác em, Chị xài cái đó cái chị thấy khác thế mà chị nào? nói là 100 Một mét trăm carré này là để cho mình ở, cái như vậy là dạ trong cái nhà, cái chỗ dưới cái phòng ngủ của mình, nó tính phòng ngủ, phòng khách với những cái gì mà mình đụng tới, kiểu như là mình bước vô trong nhà, mình bước vô trong đó là mình dạ có thể để đồ của mình á, kiểu nhà sạch sẽ đó, mình ngủ của mình có thể ngủ trong đó được á, hoặc là mình xài được á, là nó tính giống như là nó tính như những cái gì mà mình xài được á, nói chung là vậy. Nó không phải là nó không có tính giống như là chỗ mình đậu xe, tại vì ở Việt Nam đậu đậu trong nhà, nhưng mà ở ở ở nước ngoài thường thường không có đậu nhà, là nó có cái chỗ đặc biệt của nó để đậu xe, thì cái chỗ đó thì nó không tính, nó chỉ tính là phòng khách, phòng ăn, phòng khách phòng ăn, hoặc là nhà bếp, toilet, phòng tắm, phòng ngủ. Cái chỗ nào sinh hoạt thì mới tính, Đúng rồi, đúng đúng rồi, không? em giờ cái từ đó đúng rồi đó, cái sinh hoạt là mình nó tính. Thì nếu mà 100 mét carré chị nói tùy theo dùng ha, là trung bình thường thường á là từ 1.000 cho tới 2.000. Giống nhà của ba mẹ, bên ba mẹ nuôi chị ha, thì ở không có xa Paris, khoảng chừng 10 km Paris á, là trả 1.800. Là cái nhà của ông bà có không tới 100 mét carré, nó 90 gì đó, có mấy phòng mà nhà nhỏ lắm, nhưng mà đất thì nó nhiều. Nhưng mà người ta thường thường người ta tính nhà, có mà không, ta không có tính đất cái kiểu đó, là ông bà trả 1.800 một năm ha. Là chị nói là chị đất, cái đất cái kiểu đất không á, còn nhà để ở nữa, để là mình lúc mà mình ở trong đó thì mình mướn, hoặc là mình nhà của mình, hay là bất cứ gì á, là miễn mình ở trong đó thì nó trả thêm nữa, là nó trả là khoảng, nó tùy theo cái lương của mình, nó tính theo lương của mình, là nó con cái tùm lum tùm la anh tính theo đó nữa, là nó lấy khoảng chừng 14%, tùy theo tùy thành phố, nhiều thành phố nó lấy nhiều, thành phố nó lấy ít, nên từ từ 10, ít nhất á, là cái thấp nhất á, in là 7 hay 6% gì mà cái thành phố nó giàu nhất nhất cái nước Pháp đó, là mình nói là nó giàu nhất nước Pháp, thì lúc đó nó mới lấy có mấy phần trăm thôi. Còn những mà nào càng cái thành phố mà càng nghèo thì em phải trả càng cao lên, tại vì cái tiền đó là để tiền đi học, tiền 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 giống mấy mọi người ta nói là chi phí tùm lum tùm la đó, giúp đỡ cho dân đó, là mấy cái chỗ đó thì em càng ở chỗ đó thì em càng càng trả tiền nhiều. Cho nên những cái vùng mà nghèo á là em trả nhiều, mấy người giàu người ta đi cái chỗ giàu cho nên người ta trả ít, cho nên là cái Rồi. nó có theo cái vùng gì đó, cho nên là một năm á Ủa em. nhưng mà chị nói là ví dụ như là 10%, 14% đi thì 14% của cái giá nhà và giá đất luôn hả chị? Không, cái đó là chị em chỉ cái nhà em ở thôi, là nếu mà em mướn em cũng cái nhà em, nếu mà em mướn thì em phải trả đó, nếu mà em vừa mướn mà vừa không ấy, em vừa ở mà vừa cái nhà của em mua nữa thì em phải trả hai cái. Còn cái người mà em mướn á, thì cái người chủ đó người ta trả riêng nữa, giống như chị đang Vậy thì mình làm sao mình biết được miếng đất giá bao nhiêu và cái nhà trên miếng đất có giá bao nhiêu lúc chị? em mua, em lúc em mua Việt Nam nó có cái số đỏ,
ở bên Pháp thì nó không có cái cuốn sổ đỏ giống ở bên bên đó, nhưng mà cái gì nó cũng em lúc em mua em ký giấy là nó cái cọc giấy nó từ hồi lúc mà bắt đầu có người lần đầu tiên, cái tên đầu tiên ấy ha, là nó chuyển kiểu như nó đòi chia giống như là miếng đất đó mà người đầu tiên đứng tên á, là bắt đầu nó kéo dài cho tới cái ngày em mua luôn, kiểu như là bao nhiêu em coi lại cái tên của người đó đâu bằng chồng sách chồng gì nè, bằng nguyên cái lịch sử đó, người đó mua bao nhiêu, giá tiền bao nhiêu, dòng họ tên gì, con Rồi. cái tên gì tùm lum, nó nguyên một dọc nha, sắp gì mỗi lần em ký xong là cái chỗ em ký á, nó đưa cho cái chỗ cái tụi mà lấy thuế đó, nó đưa rồi cái thuốc cuối năm là nó gửi thẳng về cho em luôn giống như chị. Vậy là tóm lại là nhà cửa bên đất đó, là đất nó tính một giá riêng, rồi cái nhà nó tính là giá Đúng rồi riêng đó, để nó thu thuế trên hai cái đúng đó. rồi đó, vậy đó. Rồi nếu Đúng mà không? nhà em Vậy thì hồi nãy chị nói đó, chị nói một miếng đất mà nó 100 mét đó thì nó thu khoảng là 1.800 hả chị? mà không, chị nói là miếng đất không phải là tính, nó không phải tính đất mà bên Pháp nó tính cái nhà của em, cái nhà của em cất lên là nó bao cái chỗ mà chị nói em á, là cái nền đất á, nó tính cái nền đất á, chứ không phải là tính nhà. Còn nếu mà nó tính theo cái nhà mà giống như là cái nhà để là em sử dụng á, đầu khoảng 100 mét carré á, chị nói cái đó là thường thường á là nó em mướn hoặc là em ở gì đó nó tính theo cái đó. Còn cái đất không á là nó chỉ xanh quanh cái nhà của em thôi, nó miễn cái trong nó em nó không biết em có cái gì bao nhiêu phòng nó không biết, miễn sao cái nền nhà của em cứ như là cái nền làm sao á, cái tường á, cái tường xanh quanh tường nhà của em là nó tính từ góc đó đó, mà nó tính cái đó là nó mới cho em đó, nó mới biết là em là phải trả bao nhiêu một một năm tiền. Rồi nếu mà cái đó là nhà em ở nha, còn mà nếu mà nhà em mà cho người ta mướn á, cái khác nữa, nó cho em mướn là cái tiền mướn của em á, em cho người ta trả tiền mướn của em á là em phải trả thêm nữa tiền thuế nữa. Hiện tại giờ á, giống như chị có hai cái nhà bên Pháp, chị cho người ta mướn mỗi tháng á, kiểu như là chị nhận tiền lương, ok, tiền tiền tháng của người ta là chị trả thêm thêm cái kiểu như nó kêu nó chăm sóc, cái Việt Nam cũng giống vậy đó, chăm sóc trong cái nguyên cái gì em, cái nguyên cái building cái gì đó là chung giao, kiểu là chăm sóc luôn đó, kiểu là nó coi hết tất cả luôn, là mỗi tháng mình trả thêm cái đó, thêm thêm là cứu thoại mỗi tháng mình trả nó. Rồi cuối năm á là mình phải trả thêm cái tiền đất, có tiền tiền không phải tiền đất mà khi mà cái nhà của mình mua đó là mình trả cái đó. Chị trả là chị trả mới đây chị trả một cái chị trả 600 mấy mà có 30 mét carré thôi, có 30 mét carré. Thì bây giờ em hỏi cho một cái trường hợp chi tiết để cho mấy bạn đây hiểu đi chị. Ví dụ như bây giờ cái nhà của ba mẹ chị á, lấy một cái thôi, cái nào cũng được, thì giá trị cái nhà đó là bao nhiêu tiền và đóng thuế như thế nào để Nó cho chị không dễ hiểu có, nó chưa? không có tính theo đóng thuế, nó không có tính theo cái giá trị nhà, mà nó tính theo cái giá trị cái tường á. Chị nói em cái tường với lại cái mét carré mà em xài á, nó tính cái đó Thì giờ thôi. chị cứ nói cụ thể cho cái nhà đó đi, cái nhà của ba mẹ chị á, cho nó dễ hiểu. Là nhà của ba mẹ chị là giống như tỷ bây giờ miếng họ nói chung là giống nhà chị hồi xưa chị bán rồi ha, Rồi nhà chị rồi, ở rồi là nhà nào cũng 100 được. mét 118 mét carré ha, là mỗi Dạ. năm á là chị trả nó 1.200, tại cái vùng quê đó không có ai hết trơn á, Ngàn hai là ngàn hai euro hay là franc chị? ô hết phong rồi em, lâu lắm rồi, gần mười mấy năm, 18 năm nay rồi, hết hết phong rồi, Dạ euro đúng không? euro á là mười à một ngàn Dạ. một ngàn hai euro hay bằng gần 2.500, tại vì nhà chị trả, chị không có trả nguyên năm mà chị trả tháng, tại vì nguyên Cứ năm cho ngàn hai đi. chị nhớ Cứ cho cho ngàn ngàn hai hai đi. thì chị không nhớ rõ nữa, Rồi. lâu quá thì chị không nhớ, mà tại cái đó mấy chồng chị lo chứ không, chị không đụng tới cho nên chị không biết, Dạ. làm đó rồi thêm cái tiền mà mình ở trong, tại tại mình ở trong đó thì mình trả thêm nữa để tính theo lương, thì tính lương là chị nhớ là không biết là khoảng chị 1.800 gì đó, 1.800, 2.000 gì Tức đó. là bao nhiêu người ở trong cái nhà đó là đều trả ra chị hay sao chị? Không, nó không tính em bao nhiêu người ở, miễn miễn nó tính em là cái có người ở trong nó tính gì, nó tính theo cái mét carré đó, nó không có tính gì hết trơn, Rồi. nó tính cái mét carré thôi. Rồi sau cái đó nó ha, là trong nhà đó, mà trong nhà đó em trả là cái thuế là của nhà nước ha, rồi thêm một cái nữa là cũng của nhà nước nữa, nhưng mà em là nó tính nên nó cũng nó nếu nó kiểu có người nó lấy tiền cho em nhưng mà nó cũng trả lại cho nhà nước, là cái tiền mà em mướn đường dây điện á, đường đường dây dây điện em cũng phải trả, tiền mướn tiền nước dây dây nước á, nước nó tới á em cũng phải trả, em trả nước riêng mà em cứ trả cái đường dây mà để nó lấy nước tới á, là em cũng phải trả riêng nữa, là thêm 300 400 đồng nữa, là cuối cùng á tổng cộng một cái nhà của đó của chị không á là tính thuế, không có tính nhà thuế là mình bỏ ra ngoài, là mình không có tính tiền nước mình xài là tiền điện mình xài bao nhiêu ha, chị cái bỏ thuế Rồi. không á là khoảng chừng 3.000 Một năm. một năm.
Dạ chị nói khoảng 3.000, từ 3.000 trên 3.000 đó nha. Dưới ít nhất là chị nói là chị không có nhớ rõ là khoảng 300, thêm trăm mấy nữa là tổng cộng là hết rồi, khoảng chừng 300, 350 gì đó. Là chỉ cái thuế không cái đó, không cái nhà không á. Rồi thêm á. Cho là 3.000, Đó, 3.000, 3.000. 3.000 euro, 3.000 euro, 36, 7 mấy triệu hả ta? À, chị tiếng Việt này 7 mấy triệu tiền Việt Nam. à, chị không biết mà nói chung là nói luôn cái nhà mình có cái nhà là mình không có đi đâu hết trơn. Nói chung là ai mà mua cái nhà chị nói vậy là mấy người Pháp người ta biết liền. Thường 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 á, lúc đầu á em của chồng chị á, tại vì chị mua nhà trước rồi em chị á nó Nhưng mà nó còn một vấn đề nữa chị, cái nhà cho em hỏi luôn, nó còn một vấn đề nữa, ví dụ như cái thời giá đi, cái nhà chị năm sau nó sẽ mắc hơn cái năm trước, thì thuế chị nó có thay đổi hay không, hay là nó vẫn như cũ? không, nó không có dính líu gì một cái gì cái nhà của em nó tăng lên tăng xuống đi xuống đi lên, chứ không có cái gì cái thế hệ mà cái tiền bạc mà nó nhà mà nó lên giá xuống giá gì, nó không có dính líu gì. Miếng đất nó đang vậy đó, kiểu như tất cả những cái người mà ai mà ở xung quanh cái thành phố đó là phải trả thì tiền giống vậy đó, không có cái cách nào mà em chạy trốn được hết trơn, kiểu như nó như vậy đó. Rồi á chị Đóng sặc máu luôn hả chị ha? đóng sặc máu Có luôn cái nhà đóng thuế, cái này đóng chị. thuế một 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 năm là hết, chị nói là 3.000, rồi chưa tính thu nhập cá nhân của chị, nó có thu tiền thuế thu nhập cá nhân đóng 52% cho người giàu nữa. Đúng rồi đó. Rồi cái đó là cái tiền mà chị nói là cái tiền mình đi làm á, 52% là mình đi làm á, còn cái tiền nhà đó, còn tiền nhà mà chị cho mướn ha, là mỗi tháng bây giờ hiện tại chị đang ở nước Áo á, là mỗi lần chồng chị á là lấy mà thư về nhà rồi á là chửi nhôi hết đó, là nói là tại vì á lúc mà ảnh không chịu chị mua nhà bên Pháp, ảnh kêu đừng mua đi, rồi cái chị nói bên đây bên Áo mình không biết chừng nào mình về, mình không biết chừng mình có ở luôn hay không thì chị không chịu, mà chỉ lại nước Áo nó có một cái luật khác nữa cho nên mình sợ, mình không biết tiếng nhiều rồi không hiểu luật này nọ, chị cái nào mà chị không biết chị sợ lắm. Rồi chị mới nói thôi bây giờ mình Pháp mình biết, mình rành biết Pháp thì thôi mình mua Pháp đi. Chị mua, ảnh về nhà ảnh chửi chị, mới nó mới gửi về thuế, nó gửi mà nó tính bên Pháp nó tính thêm thuế mà cái lương của mình, lương cái kiểu như là cái tiền mình tiền thuê của mình á, mình nhận nó là tiền nhà đó, là anh lấy cái tiền đó nó nhập luôn cái tiền tiền ảnh làm ở đây nữa, thì cái hai lương nó nộp lại một cái là mình ở đây mình đã trả rồi, trả thuế rồi, mà nó còn thêm bên kia nó là trả kiểu như mình trả cái tiền tiền đi làm của mình trả hai lần đó, nó lấy 2.000 mấy, hai thêm 2.000 mấy nữa, 2.500 gì đó đó, kiểu như là tổng cộng em tưởng tượng đi là kiểu như là em trả em cái tiền mà chị cho người ta mướn á là có một năm đâu đó có 10.000 gì đó, 12.000 gì chứ không nhớ nữa, một năm có nhiêu đó thôi mà nó lấy chị hết 2.000 mấy rồi đó, em tưởng tượng đi. Rồi á, rồi cái ha, còn cái nữa chị nói là cái tự do ha, bắt đầu chị mới nói là cái tự do Việt Nam là đòi mọi người người ta nói là chị mới nói là tùy ăn cái tự do á, tùy theo mọi người suy nghĩ mà tùy theo cái muốn mình như thế nào á. Chị mới đây nè, chị nói mới đây nè là chồng chị còn hơi quạo đó, tại vì để thừa chị là không coi giấy tờ, mà chị nói là cái này là lỗi là bên Pháp chứ không phải lỗi chị, chứ tại vì thường thường nó làm cái gì nó cũng automatic hết á, nó rút tiền của chị á thẳng vô trong công mà cái công mà tiết kiệm của mình, chứ không phải công 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 của mình là hàng ngày mình xài nha, trong công tiết kiệm của mình luôn, là cái thuế nhà của chị á mà nó không gửi, thường thường nó phải gửi về nhà cho mình gửi mình xong cái lúc mình mới trả tiền cho tụi nó, mà cái một hai cái nhà mà một cái thì nó gửi một cái kia nó không gửi, mình ngồi ở nhà mình đợi hoài, cái chị nghĩ chị nói Nó thù luôn. chị nghĩ chị nói chắc chắc nó quên hoặc nó thời gian nó có sẽ làm việc nó gửi mình sao, không sao hết. Cái bữa đó anh tối anh về nhà anh nói chị nói cái anh không hiểu là cái tiền đó gần 700 đồng nó rút từ trong cái công chết của mình, mà ảnh nói anh không biết của ai nó lấy, cái anh suy nghĩ anh nói có người hay là mình chạy xe rồi nó phạt mình rồi cái nó gửi giấy mà mình không nhận rồi cứ tăng lên, cái chị mới nói thường thường nếu như vậy nó cũng không có gửi bên Pháp, tại sao nó không gửi Pháp không ở đây mình thừa mình nhận đây không, chị mới nói vậy cái suy nghĩ hoài chứ Nguyễn rồi anh điện thoại anh đi tìm gốc á, anh tìm gốc cùng gốc rồi cuối cùng biết là của thuế của nhà thuế nhà nó lấy thẳng luôn, nó thấy thẳng vô công em luôn, nó không hỏi ý kiến em gì hết trơn, nó thấy luôn vô công luôn á. Rồi xong cái Thì vậy nó tự tự thôi tự tự đó, lúc mà mình tìm hiểu mình biết được á thì ngân hàng á nó mới cho mình biết, đã cho mình biết cái chỗ thuế đó cái tên vậy cái số gì vậy 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 đó, nó cho mình biết là tại sao nó lấy tiền mình rồi đó, là nó mình hỏi nó thì nhà ngân hàng á nó mới lấy mình 130 đồng nữa, tại vì á nó nói là nó mất thời gian để nó làm nó tìm hiểu từ đâu nguồn gốc nào là có người đi lấy tiền của mình,
đó. Bây giờ Dạ. chị vừa nó vừa đi thẳng vô trong công mình, mà cái kiểu như công mình nó lấy vô công mình nó không sao, nhưng mà nó tại sao nó biết được cái công của mình là công chết của mình, nó đi lấy luôn mới là hay đó. Rồi cái chồng Dạ. chị lên hỏi nó, cái nó nói là tất nhiên là cái kiểu nhà nước nó biết hết toàn bộ luôn lịch sử của mình, kiểu như là mình đi làm ở đâu, đi thuế làm sao, nó biết hết, lấy vô, lấy thai thọ tai vô trong công mình lấy ra luôn đó. Cái đó đó mà Việt Nam có ai có người nào giống làm kiểu đó không? Chị nói là có một cái kiểu độc đáo lắm. Giờ thì tại giờ nó lấy chị giờ mất thêm 130 đồng rồi thêm thuế đó nữa đó, rồi rồi còn còn gì nữa, gì nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Nói là ở bên Pháp á, Ủa vậy thì bây giờ bên Pháp là thuế thu nhập cá nhân em biết rồi, thuế nhà em cũng biết nắm sơ sơ rồi, vậy thuế xe hơi có không chị? có Cái thuế xe mà thân chị mua, cái xe sau khi chị mua đó chị có đóng thuế không, hàng năm hàng năm hàng năm nó đó? không có kêu bằng thuế, mà nó em phải trả tiền Phí tiền phí tiền mà tiền xe của em cũ hoặc là mới, nếu mà mới thì em không trả, mà em phải trả tiền cũ mà lúc em mua. không, ví dụ bây giờ á, bây giờ chị mua một cái xe hơi mới đi, À, cái chuyện đó giá bao nhiêu hay là phí bao nhiêu thì em không cần quan tâm, mà em chỉ còn quan tâm là sau mỗi năm chị phải đóng thêm cái phí bảo hiểm hay là phí gì 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 mà bên Pháp nó ở có bên Pháp là em khỏi nói đi, kiểu như tất cả những cái gì mà kêu bằng gì ta, bảo hiểm, bảo hiểm nước Pháp là cái vua bảo hiểm. Em nói là nước Pháp là cái nước trên thế giới này là cái bảo hiểm kêu bằng bảo hiểm bắt buộc á, chứ không phải bảo hiểm mà nó kiểu chỉ nói là nó chỉ kêu em, nó à. hay là nó nói là tôi yêu cầu mọi người hãy lấy bảo hiểm hoặc cái gì đó. Cái này không có yêu cầu gì hết trơn, phải lấy, không lấy nó phạt mình, giống như nhà mình ở đó, nhà mình ở nếu mà trước Bảo hiểm phí cao không chị? Bảo hiểm cao bên Pháp nó rẻ hơn bên Đức, bên này nước Áo. Về xe nha, bảo hiểm về xe thì rẻ hơn. Nhà hồi xưa nhà chị 3 chiếc xe mà chị trả có 800 cái gì đó, chị nhớ nó 800 ba chiếc, tại vì chồng chị lái xe lâu rồi. 800 thì rẻ rồi. Ở 800 thì Dạ rẻ, nhưng 800 mà thì tại vì chồng chị lái xe lâu rồi, không có bị gì hết, cho nên là nó tính theo theo mình bị nhiều ít accident này đó dạ đúng rồi đúng rồi. đó. Rồi còn ở đây thì nó không tính gì chứ, nó tính mình không có gì, nó cứ lấy gì cứ lấy số tiền vậy thôi. Là đây là chị trả 1.200, Dạ 1.200 một tháng, mà có 1 chiếc thôi nha, không có phải 3 chiếc mà 1 chiếc thôi, tại vì lúc chị qua một đây ngàn hai chiếc hả, một năm một đó ngàn nha, hai chiếc, nhưng mà một một năm năm rồi em hiểu rồi, nhưng mà cái giá trị cái xe đó chị mua là bao nhiêu? lúc mà chị mua 20.000 à. 20.000 mà ngày hai là mắc rồi, mắc không bên Việt Nam đó chị. Bà cái chuyện biết, nhưng mà cái đó là thuế bảo hiểm thôi em, không có lý do. Dạ em hiểu rồi. Còn nếu mà tính thuế thuế mà của nhà nước á, là mình lúc mình đi mua là nó kêu bằng TVA, là cái đó là em đi ra chợ em mua bất cứ một cái chuyện gì á, là nó cũng có cái thuế trong đó rồi. Cái nó rẻ cái thôi, em không, em chỉ quan tâm cái Không phí thôi rẻ, là mắc sao em thôi. 20%, 21%, 22% chứ, bây giờ 22% nó lên 2-3 năm nay rồi, chịu nhớ Ủa 22% là cũng mắc nữa. mà chị đi xe gì mà 20.000, chị Ôi nhớ cái hiệu xe không? chị xe chị cùi đâu giống như xe của em, Mercedes. Xe Mercedes đây không ai xài đâu em, biết không, chừng nào ai muốn khoe người ta mới xài Mercedes, tại vì nó À hao hao xăng lắm. Nhưng mà em nói gì đó, nó hao xăng nè. không, tại vì không, chị nói gì chị sai rồi, nhỏ kia hồi chiều nó nói bên Mỹ là Mercedes không ai xài, tụi bắp không ai xài á. Nói cái chú gì đó, cái chú gì, chú Sơn chú này á, chị ngồi chị nghe chị cười không, chị không có ý kiến gì trơn á. Làm nói bác sĩ không có tiền mua Mercedes vừa phải thôi, đứt nó sát một bên, mất mới gì không có tiền, tại sao không xài thôi em. Tại vì nói là Pháp, chị nói nước Pháp nó nghèo theo cái nước 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 cái nước mà kiểu nước giàu, nhưng mà thiệt sự cái người Pháp người ta giàu lắm. Trời ơi, tại người ta không biết đi đâu chơi hoặc là gì á. Em mà muốn biết mà thành phố Paris mà em có tiền, em chị chỉ cho em cái chỗ em đi chơi, chứ lúc đó em đi lúc đó mới hết hồn. Em vô một khách sạn của nó, em chỉ một đêm thôi, một cái phòng của em thôi là 10.000, 10.000 ô một Dạ. phòng một đêm thôi, em không có ăn uống chưa có làm gì hết trơn nha. Em chỉ bước vô trong phòng Không em ngủ một làm đêm thôi á, là em hết 10.000 rồi hả. rồi. Bỏ đi. Đó, cho nên là ngày hôm qua chị không nói gì hết trơn, chị nên ca kia gì Mới đó chị. gần 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 300 triệu. Rồi thêm á, chị nói em hả, nó tụi vua chúa nó tới, mà tụi nổi tiếng nó tới hả, nó chỉ có ở 3 đêm thôi, nó tính ra 100 mấy ngàn, một trăm mấy ngàn ô. Chị nói nhiều khi mấy cái thằng khùng này mày mua đồ chi cho cố mày, mà mày mày cái nó đặt nhà hàng em, nó đặt ăn sáng, nó đặt uống nước tùm lum la, nó để bày bàn hết trơn, chục người vậy đó, cuối cùng đứa nào tới ăn hết trơn đó. Rồi cái nó đem nó Là điện, tóm vậy là qua qua chị á, làm biết là thông tin là cái phí bảo hiểm bên Pháp nó cao hơn mình Việt Nam nhiều á.
Bảo hiểm cao hơn cao giá. lắm em. Vậy chị, bởi vì chị mới nói em á là ở bên Còn bên Pháp áo á. sao chị? Bên áo thuế, so về thuế thì bên áo bên Pháp chị thấy bên nào nó cao nhiều hơn? Nó cũng tự tự. Kể tại vì cái lương Cũng của từ tốn chồng rồi chị hả? á, cái lương của chồng chị á nó nằm chính giữa đó. Nó nằm chính giữa, kiểu nó không có, nó không có dưới mà nó không có trên, cho nên nó nằm chính giữa. Cái Âu Châu mà em biết là Âu Châu em đi nước nào nó cũng giống 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 vậy. Trừ À, thuế nó cao hơn nghe nhau không? trừ trừ ra Em là nghe mấy nước người ta than bên Âu Châu thuế cao lắm. Âu Châu em đi bất cứ một cái nước nào nó cũng vậy chừng á, nhưng mà nước Pháp với nước Đức với nước nước Áo thì lương nó cao, còn mấy nước khác lương nó thấp lắm. Lương nó thấp hơn mà cái trả cái tiền thuế nó cũng giống y tương tự vậy đó. Nhưng là ba nước này á thì còn đỡ, với lại Thụy Sĩ. Chị nghĩ Thụy Sĩ nó cũng mắc, Thụy Sĩ mắc lắm. Chị sống mà chị chồng chị kêu đi Thụy Sĩ, chị nói không đi đâu, mình sống nổi đó đâu. Tại vì ở đó mà phải trả tiền học, có tiền nhà tư á, trường học tư. Mấy đứa nhỏ, chị nói mấy đứa nhỏ phải vô chung cho nó học ấy, rồi chị nói thôi mình sống nổi đó đâu. Mình nghèo lắm cho nên mình sống bên nước Pháp nó chê mình nghèo rồi. Như qua bên Thụy Sĩ thôi mình sẽ cắt tại chỗ luôn, mình không có ăn là cái ngày nào mà ăn cơm với muối thôi á. Không còn cách nào nữa, chị nói thôi dẹp dẹp dẹp. Rồi giờ anh rủ chứ mấy mấy ngày nay chị ảnh kêu chị đi Đức. Chị nói đi Đức nữa hả, dẹp nữa hả? Cái anh nói giờ anh cũng già, anh cũng ngán rồi. Chị nói già ngán không phải, nhưng mà chị nói thôi Đức cũng xa, không có xa mấy, thôi đi cũng được, không sao. Chị cứ năn nỉ anh đi về Việt Nam. Anh nói Việt Nam cái nghề của anh không có. Ủa anh làm nghề gì? Anh trong điện tử em. Thì Vậy làm bên bên nước châu Âu đi, chứ Việt Nam làm gì? Về Việt Nam về đầu tư thôi chứ về làm gì? làm không, kiểu như mình sống mình không có tiền nhiều, chứ nói nước ảnh qua đây ảnh biết mất biết nhiêu tiền. Chị qua đây lúc mà chị Thôi chọn, thì bây giờ đang đang bên đó thì anh chị ở bên đó chừng nào mốt già về hưu thì về, hoặc là một là anh chị về đầu tư hoặc là anh chị về hưởng già thôi, chứ trời ơi, già chồng chị không có đầu tư, không chị thích làm ăn chứ ảnh không có thích. có Mấy mấy cái đó là nói về nè, chồng chị mới nói mua nhà để mua cho người ta thuê thôi. Em chửi ngày nào anh cũng lên, chửi suốt ngày mấy cái đồ mà lặt vặt đó. không không cái mua nhà cho người ta thuê Việt Nam làm được lắm á. Anh chị cứ về mua nhà cho tôi thuê đi, xong rồi tới tới cuối tháng nó kêu cha mẹ chị hay người thân nhà chị gom tiền được rồi. Trời ơi, gom tiền mới nói cái nó hứng lên nó không trả mình, không biết là tới đây là lấy xe tới qua đó mình trả, lấy đó bắn súng, lấy súng bắn tụi nó làm gì tụi Thì nó coi như giờ. cho gia đình khỏi gửi tiền nữa, thì coi như cho gia đình khỏi gửi Mỗi lần mà chị tiền nói chị, bởi vì chị nói mỗi lần mà nói mà ai mà muốn mua đồ mỹ phẩm gì chị gửi đây, chị gửi Việt Nam chị không lấy tiền luôn. Mấy người nó buôn bán làm gì cũng lấy tiền đâu, mà nói chung là chị muốn về ở thôi, mình không có kinh doanh gì chân, mình muốn ở cho nó vui, kiểu như là mình thấy nó cuộc sống của nó kiểu như là nó không lạnh, nó mùa hè mùa đông gì á. Mỗi lần có người đó nói tại sao bên Mỹ nó nhiều mang dép quá đó, mang giày quá mà không có mang dép đó, tại trời người ta đâu có giống như Việt Nam nóng chết luôn, sao mà mang giày, mang giày ba bữa các em không mang, mang riết cái chân của em nữa coi nó không thúi sao. Cái tất nhiên cho nên nói chuyện tào lao, nói chuyện tào lao tại sao bên Mỹ nó nhiều, tại vì bên đó nó lạnh, mang giày được sao em đi khơi khơi mình mang dép. Chị phải biết là ở ở Việt Nam này trẻ trâu rất là đông, chị coi livestream nhiều khi mắc cười giải trí tôi À, tính đúng rồi, chứ. nói chuyện khùng không, mà có người khùng chứ mới vui chung, không có người khùng chứ đâu có vui đâu, cái gì cũng cũng nói chuyện Rồi bình tĩnh, nói chuyện đàng hoàng á, không có vui không mà mắc cười. Cái xong chị định viết là chị nói tại vì trời thời tiết nó không cho phép, chị định nói vậy rồi thôi, chị nói thôi bỏ qua đi chuyện tào lao không. Mà nói chung là về về nước Pháp đó, mà thuế mắc lắm, mà chị nói là thuế đó là chỉ sơ sơ nha, chị còn chưa có kể mà thuế mà nó còn ấy nữa. Rồi mỗi một lần Bây mà về mà em bây chuẩn giờ nhận tiền á. ở ở Việt Nam đang đưa ra cái dự thảo là đóng thuế có mấy đồng bạc lẻ thôi mà nó rên Ta không quen em, cái này là không quen, không không có quen á, không có quen đóng thuế. Tự nhiên bắt người ta đóng thuế cái người ta không chịu, giống nguyên pháp vậy đó, nhiều cái nó cũng vậy đó, nhiều cái nó đâu có chịu mà nó bắt rương không chịu, cuối cùng cũng phải chịu thôi. Giống như bây giờ mà chị nghĩ coi ha, bây giờ em tính cho chị rằng chị nước ngoài chị nhìn hợp lý không, bây giờ cái dự thảo đó đưa ra đó là cái nhà 1 tỷ, 1 tỷ anh tính bằng đô la được không chị, được cho được là 45 đô la đi, 45 ngàn đô la đi, rồi thì đóng đóng thuế 1 năm là 1,2 triệu phải không các bạn, 1,2 triệu là 60 đô, cái nhà 45 ngàn đô la đóng thuế 1 năm 60 đô chị, đâu có mà nhiêu, nó ra thường hữu luôn nó kêu hả? mà nó bên đây nó kêu mà tính, mà tính giống như là em không có làm được cái gì, không có lấy số lượng, nó không có nhiêu hết, không có nhiêu hết trơn. Trời ơi, ở đây mà nhà Được. ở nhà em ở đây là em bán nhà em còn cực nữa kìa, em bán nói tưởng tới tới bán nhà
Việt Nam á mà cha mẹ em á cho lại cái của em, ba mẹ chết hết rồi, để của là em trả nhà nước bao nhiêu tiền em? Em đâu biết đâu, ở Việt Nam mà Ờ, không cũng tùy à, không có nhiều đó chị ơi, bên này không á, không đáng bật lẻ nữa. bên này á, nếu mà cha mẹ mà không làm giấy tờ mà trước khi chết á, là trả 30%, 40%, 40% chứ, bốn người vợ mới là 10, người vợ mới là 30%, còn con cái là 40%. Giống như chị á, là ba mẹ chị mà chết, tại vì ông bà không có con, có mình chị à, nếu mà ông bà chết mà chị lấy hết của là chị trả nhà nước, lấy hết 60%, chị còn có 40% thôi. Giống như là một nhà, cái nhà Còn nếu đó mà con làm giấy thì sao chị? Con làm giấy thì làm sao? giấy thì ổng bả mỗi tháng ông, mỗi năm ông bả trả tiền thuế, trả trước Rồi rồi tới lúc chị nhận chị có phải tốn tiền không? cũng tốn tiền nhưng mà không có nhiều, mình không có lấy, kiểu nhà nước nó không lấy mình 40% mà nó lấy mình cái tiền tiền thuế nhỏ nhỏ thôi, lấy tiền giống như nó thấy tiền hồ sơ vậy đó. Ở tiền hồ sơ mà nói hồ sơ em thiệt á, giống như con ba ba chồng của chị chết, mới mới chết năm ngoái rồi, làm giấy tờ trước khi đó chị nói mấy đứa nhỏ em của ba chồng chị á, cẩn thận làm giấy tờ cẩn thận, lúc mà mình không phải là mình bán nhà, mình giữ nhà, cho nên lúc mà mình khai mình kêu người ta tới coi nhà, có giá trị nhà của mình á, làm bộ á, mình làm cái gì cho nó banh tành hư hốc cái gì đó, làm gì nhà dơ không chùi rửa gì chân, cho nó hạ giá trị nhà xuống, để lúc mà nó nói lên giá là thấp xuống để mình trả thuế ít một chút xíu. Tụi nó không biết làm gì hết trơn, thôi không có trả đâu. Mà tụi nó đẻ bên Pháp nha, chị nói em á là tụi nó đẻ bên Pháp đó nha, tụi nó học đại học, ra trường đại học nha, chứ không phải là tụi nó không phải là không biết chữ hoặc là gì đâu. Chị nói em tụi nó là tụi nó biết chữ nha, chồng chị là kỹ sư nha. Chị nói cẩn thận, cái luật lệ bên Pháp này rất là cẩn thận, coi chừng đó là trả thuế. Nó nói không có trả gì chừng. Chị nín thinh, tại vì ở đây á là gia đình của bên chồng chị là coi chị giống như là người người gì ta, không học hỏi, không biết nhiều. Chị dẹp qua bên, chị cũng nín thinh, chị cũng ôi mà cái giặt giặt mà đâu trách nó. Rồi cái mới đây là lúc tháng tháng 11, tháng 12, rồi chị nghe chồng chị nói thoáng thoáng thôi, chị không hỏi tại vì hỏi mất công mệt lắm. Cái nghe nói là nó đòi 8.000, 8.000 euro, 8.000 euro là cái giá trị nhà đó, có tính có 300.000 gì đó, nó lấy đòi 8.000 euro để tiền thuế, mà tiền thuế thì hồ sơ thôi nghe em, không có lấy, nó lấy thuế ấy đó nha, lấy hồ sơ, tại vì cái giá tiền nó chia cho con cái nó chia lại thì nó không có cao quá, cho nên là nó không lấy tiền thuế, nó chỉ lấy hồ sơ thôi là 8.000. Cái xong cái chị Cái đó bên Việt Nam kêu là phí, không phải là thuế. Cái mà hồ sơ kêu là phí. à gì hả, phí Còn hả, bên bên chị là thuế luôn hả? cái đó là thuế của nó phí, nhưng mà nó cứ khi mà Cái đó là nhà nước lấy hay là cái người ta lấy nhà nước lấy, cái tiền tánh nhà nước lấy hả? nhà nước lấy để khi bằng À, nhà hồ nước lấy sơ là nhà tiền nước lấy. Còn nếu mà em mà trả tánh. thuế mà trong cái hạn mà em có em nó bắt em trả đó, là cái khác nữa, cái thuế đó là khác đặc biệt nữa, nó vô một cái khác nữa, cái đó là thuế, nó kêu bằng tiền, nó kiếm rồi nó kêu bằng pourcent, nó kêu bằng một 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 phần trăm trong cái số lượng nhà, giá trị nhà, cái đó là khác nữa. Nên mình nhưng mà nó nói là hồ sơ, bên đây mình nếu mình dịch lại chữ là hồ sơ, nó nói vậy thôi. Nhưng mà nói chung là nếu là tụi nó nói là, chị nói là nó nói không có trả gì, chị nói khoảng 2.000, chị nói không có 2.000 đâu, bên Pháp là không có lúc nào mà có 2.000 trong chổng hết trơn, đừng có mơ. Cái nó nói chị cái không xong, cái chị mới điện thoại cho má của chồng chị coi chừng nữa nha, trước khi về Việt Nam đừng có xài tiền nhiều quá, coi chừng về Pháp không có đủ tiền trả nè. Chị nói cẩn thận nha, cẩn thận, bả về Việt Nam chưa về hết trơn đâu, khoảng cần tuần lễ bà điện thoại qua, mấy tao rầu quá, tao không biết làm sao, tao có tiền tao trả. Ấy xong ấy nói gì, không có tiền trả thì phải chia nhau thôi chứ làm sao giờ, cách đó thôi chứ không có gì đâu. Giờ xong rồi bà than đó, chị nói là cẩn thận tại vì bên Pháp này á thuế khủng khiếp luôn, đừng có Việt Nam mà đừng có nói là thuế không ấy, mà đâu thuế đó, nhiều khi á em mới nó lấy thuế á, em tưởng ở đâu là trường học ngon lành, không tưởng tượng đâu, nhiều trường tùy theo cái cuộc trường học của nó, tuy nó tốn thiệt nhưng mà đối nó tốn thiệt, nhưng mà tụi nhỏ em mà cha mẹ mà không lo chăm sóc con cái đi học, không có đứa nào mà ra trường thành công hết trơn, nó ra tới đây học nó Bây ngừng. giờ á, bây giờ ví dụ như bị chị biết bên Pháp cái trường mà tư không, tức là cái trường mà nhà nước mình phải bỏ tiền cho mình học á, chứ mình không học vô mấy cái trường công á, Trường thì công của cái em chị là gì bên bên nha? Pháp có hệ thống trường như em chị? Chỉ về bên Pháp nó có hai loại, là nhà cái nó kêu ở đây kêu mà public, privé. Public là nhà nhà kiểu như là nhà nước,
của nhà nước nó Ừ. kiểu như một thành phố nào nó cũng có chứ, còn cái nhà Ừ. private là cái nhà tư, kiểu như là trường học tư, nhưng mà nhà nước nó cũng chọn bỏ vô trong chốc một chút trong trọng, nó bỏ tiền vô một chút vô đó, nó khoảng đâu mình trả mỗi tháng mình trả nó cũng không mắc đâu, 300 đồng gì đó một một Ừ. tháng. Nhưng mà nhà nước tại chẳng qua là nhà nước trả cho chị rồi nên chị mới trả 300. Ờ đúng rồi đó, kiểu Đúng nó tính, chưa? như vậy đó. Ờ, nó tính như vậy đó. Ví dụ như bây giờ chị thấy là cái việc mà đi học cho một đứa nhỏ đó mà nó ở bên Pháp đi mà nó không mà, ví dụ như bây giờ chị có ước lượng được cái khoản chi phí, tổng khoản chi phí mà cho một đứa nhỏ nó đi học là bao nhiêu không? Tính cả khoản nhà nước và khoản của mình luôn. Một Chắc năm chắc không biết rồi đúng không? không, nếu mà em nói là trường học, trường tư hay là trường nhà nước? Trường tư đi chị. Trường tư thì tùy theo trường, trường nhỏ, trường lớn, trường trường nổi tiếng, trường không nổi tiếng, đủ kiểu. Chừng Trung bình đi chị. trung bình, Trung bình đi. chắc khoảng chừng nếu mà nhân lên 300 nhân lên cho 12 một một tháng, nó tính theo tháng á, rồi thêm tiền ăn nữa nếu mà mình có ăn không, rồi tiền Rồi. ăn, rồi nếu mà con cái mình có đi chơi trong đó, nó có đi chơi nhiều hay không nữa. Thì chị nghĩ khoảng Ăn chừng mắc không chị? Ăn chắc cũng mắc đúng không? Thì ăn chắc mắc nó, á. mà chị nói là 20 mấy năm về trước ha, chị nói là Dạ. 1994, 93, 93, 94 ha, là lúc đó chị đi Dạ. học á, là cái thời đó là tính tiền phong ha, là tính tiền Dạ. phong á, là một chị đi ăn á, là buổi trưa không á, chỉ một 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 tuần á, là chín 900 phong hồi xưa, là Dạ một 900 tuần hả phong chị? hồi xưa, kiểu kiểu như là em làm một tháng em có 6.000 phong thôi, mà cái tiền ăn chị một tuần á là hết 900 rồi. Là mẹ chị em nghĩ cái tính tiền kiếm mình theo cái lương á, cái lương cái năm đó đó là 6.000, là trung bình 6.000 là một một tháng của người ta, mà của chị hết 900 một tuần, là mỗi tháng đó là chị nói chị nhớ là ông bà tay chị á, mỗi lần ông bà đưa cho chị đi trả tiền cho mấy người đó là chị cầm tiền mặt á, đưa đó là mỗi Dạ. tuần 900, mỗi tuần 900. Có một lần chị bị mất tiền, ổng chửi chị quá chừng luôn, là chị ổng đưa chị á, chị bỏ sao chị quên, chị lọt mất, rồi ổng bả la, mỗi lần bởi vì mỗi lần ổng mà nói về tiền cái ổng sợ chị không có cẩn thận á, là ổng cho tiền, là ổng hay nhắc lắm, cho nên ổng bị mất Dạ. mấy lần vậy á, mà chị nhớ cái đó thôi. Dạ. Chứ còn còn bây giờ là kiểu như tùy theo đồ ăn, người trong trường em biết không, nhiều khi nó ăn mắc ăn rẻ là tại vì đồ ăn ngon, hoặc là cái ăn mà cái kia mà ở đây nó kêu mà vô, cái ăn mà có người nó làm, nó không có thuốc không có gì á, nhà kêu trong vườn em làm, em ra em nấu gì đó, là cái tiền nó Dạ. mắc nữa, thì tính theo cái khác Yeah. nữa, rồi đủ kiểu chứ. Nói chung là em trả khoảng chừng nhiêu ra mười mấy ngàn vậy đó, từ mười mấy từ 15.000 Dạ. cho tới 20.000, nói chung là vậy đi, nó trung bình vậy đi, tại vì tiền phí nhiều trường nó có cái đồ quần áo để cho con nít đi học, rồi đủ kiểu chứ, nhiều khi sách vở này khi nó có thêm cái gì nó đặc biệt, hoặc là em học tiếng Anh hoặc tiếng Đức hoặc cái tiếng gì nó khác nữa thì nó thêm một chút xíu nữa, thì nói trung bình nó khoảng chừng 20.000 một năm Dạ. đó. Rồi chị ơi, vậy cho em hỏi là ví dụ như ở bên Pháp đó thì cái mức thu nhập trung bình của một người là bao nhiêu chị? Ví dụ như không giàu không nghèo, không nghèo ở mức ở cái tầng lớp trung bình thôi thì hai một tháng hai họ ngàn kiếm được hai ngàn rưỡi 2.000, 2.500 hả chị? ừ. Vậy thì em đặt ra một cái vấn đề đó là bây giờ ví dụ như hai vợ chồng có hai đứa con thì cả hai vợ chồng đều trung bình hết, cứ cho là hai vợ chồng mỗi người 2.500 thì hai người là 5.000, thì có thêm hai đứa con nữa thì cái cuộc sống của họ nó có đủ sống không chị? Nó có thoải mái không? Hay là mình phải tính toán chi ly, hay là mình phải xài cái gì, mình phải tính toán cho nó vừa với số tiền đó. À, nếu mà em không có nhà, mà nhà mua Em nghĩ là với cái thu nhập đó chắc chưa có nhà đâu đúng không chị? Từ trừ khi nếu nhà mà cha mẹ cho thôi. nếu mà Còn em với cái thu nhập đó thì em nghĩ chắc à, chưa có đúng rồi, nhà đâu. nếu mà em mua nhà thì cái số đó thì em không được đi hè, Dạ. em không đi chơi đi hè, em mua một cái là Mua em nhà là em mình trả góp từ từ hả chị? à, trả góp từ Mình từ mua đó, phải trả góp từ cho từ đó và trả góp lãi từ theo từ đó. đó, chứ tiền đâu em chặt cọc một cái em trả một lần 300 400 ngàn, em đâu có Không tiền đâu, đủ. không Dạ. đâu đủ đâu, cho nên Dạ. là nếu như vậy thì em trong vòng 20 năm em không đi đâu hết. Dạ. Em đợi con em lớn rồi cái em mới, lúc đó em mới đi, cái thời gian đi chứ em, bởi Vậy vì bình thường vậy là cái việc mà du lịch là không có, du nhưng lịch mà không cái việc có, sinh hoạt hàng ngày đó, hàng ngày ví thì dụ em như mình thoải mua mái. vật dụng trong nhà, Ờ à, thoải mình mua mái. vật dụng trong nhà, mua tivi, mua tủ lạnh, mua giường, mua ga, mua mua gói rồi được ăn này ăn kia, Không rồi có sang xe trọng như cộ. là bình thường, kiểu như là em mua mà Dạ. em mua mà bình thường, nghĩa là muốn xe mới của xe đẹp cũng không có, mà xe mới cũng không có, Dạ. là chỉ mua xe
xe Pháp thì mình có thể sống được, nghe xe Pháp cô cũ Dạ. mình sống được, là hai vợ chồng đi làm ha, cái đó là thoải mái. Tại vì nếu mà có con á, là con nhỏ con lớn, nếu như con lớn thì em thoải mái một xíu, nếu mà con nhỏ thì em phải mướn người ta em giữ, tại vì hai vợ chồng đi làm hết không có thời gian đi rước nó, buổi chiều á, mình rước nó là mình phải có người rước nó. Nếu mà con nhỏ, còn cái trả tiền mà trả tiền giữ con nít á, trả tiền mắc lắm chị. Chị hồi xưa chị về cho con có chị hồi lúc nó còn nhỏ, đứa đầu á, đứa thứ hai thì chị nhà chị giữ nó, mà thứ đứa đầu á là chị mướn người ta là 600 800 một tháng. Bắt buộc phải vậy rồi chị, còn không á thì có gửi nhà trẻ như ở Việt Nam không Thì chị, đó, tức chị là vợ nhà nói trẻ chung đó, cái đó nhà trẻ à gửi nhà trẻ đó. Nếu bắt mà buộc chị phải gửi rồi. không nhà trẻ là chị mắc nữa đó, khoảng chừng 1.500 á. Dạ Nếu mà vậy là cái lương của chị nó đi luôn á, ở nhà giữ con luôn dạ cho nó khỏi khỏi đi làm đó. Nói chung là thường vậy thường thì á, thường thường là những cái ngành nghề nào trong cái cuộc sống xã hội của Pháp mà người ta đạt được mức lương là 2.500 một tháng chị? ý em nói lại chị không hiểu. Tức là những cái nghề nào á, những cái nghề nào mà được hưởng mức lương khoảng chừng 2.500 một tháng, ví dụ thợ may, công nhân hay là Nhiều lắm em, y tá hay là nhiều lắm, những nhưng mà thường thường á cái lương đó là thường thường mà những người đã làm văn phòng, còn không dạ đó văn phòng mới được hả chị? văn phòng, còn không nữa thì mấy cái người mà ngành mà trong về điện tử á, Dạ thì lúc đó mới có mấy cái đó, còn không á thì cũng nhiều nghề lắm. Nói chung là nhiều nghề, mà nhà hàng nó cũng có nữa, mấy đứa mà nó làm nhà bếp á nó cũng có đó. Bếp Pháp thì thường thường á nó làm từ 3.000 tới 4.000 tùy theo, tại vì nó tính theo weekend cuối tuần này nọ đó, dạ nó tính theo giờ giấc vậy của thì mình. công nhân đó thì được vậy không chị? Tùy theo công nhân em làm lâu, hãng của em lâu hay hoặc là mới, hoặc là mới vô thì em khoảng chừng 1.000 mấy. Nói chung là thấp nhất là 1.200, thấp nhất là 1.200, hiện tại bây giờ là 1.200 hàng 1.300 gì đó, tại mỗi năm nó lên chút xíu, là khoảng nói chung là 1.200 1.300, nó nằm chính giữa đó, chị không biết nó nằm ở đâu thôi. Mà cuối kiểu như là em thấp nhất là bắt đầu em vô đó, rồi xong từ từ em mới lên, từ từ em lên. Nhưng mà những cái người nào người ta có bằng á, qua đại học á, thì thường thường nó trung bình 2.000 2.500 trung bình á. Mà thường thường đại học em có làm được cái gì chứ, mấy đứa mà đi thi đại học vô đại học không đứa nào làm gì được cái chứ, ra là chỉ làm thư ký chưa xong. Con gái thì làm thư ký, mà thư ký em biết nó làm thư ký là ngàn, một tháng của nó 1.000 mấy thôi, 1.000. Còn làm y tá thì có, bởi vì ngàn qua ngày bữa đó cái chú về chú Sơn chú nói là bác sĩ không có được chạy xe Mercedes, tầm bậy. Không Em nghĩ phải, chạy được. không bậy, cái đó là bậy không được. Chị chạy vô chị coi cái bếp chị nó nghe cái mùi mùi gì không á, chị vô trong trong bếp chị coi cái nó có mùi mùi gì không. Nói chung là cái chú đó nói là kiểu như là bác sĩ á, thường thường ở đây là cái một nghề thôi, cứ giống giống như em làm thùng, em làm em chùi rác nó cũng là một nghề, mà em là bác sĩ nó cũng một nghề, y tá nó một nghề, em làm chùi toilet nó cũng một nghề. Cho nên là không có, mình không có so đo được. Với lại bên Pháp nó không có giống như là bên Mỹ, em không, bên Mỹ á, là đi ra đường phải xe bự, phải xe bự rồi phải gì nữa, phải khoe, phải 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 đàn bà thì bận quần áo cho nó đẹp, che rồi thẩm mỹ rồi kiểu như là gì ta, thẩm mỹ rồi làm cho nó. Bên Pháp không có, em đi ra ngoài đường á, giống như mấy em không biết ai giàu ai nghèo. Bởi vì thường thường người Pháp người ta nói là trước khi vô tiệm á, nó không biết em, nó không biết em là ai, nó cứ chăm sóc em giống như cái người mà cái người khách có tiền thôi, nó không có để ý những cái chuyện gì hết trơn. Cái người Pháp nó khác lắm, sống cuộc sống của nó không có giống như người Mỹ. Chứ thường thường Pháp với Mỹ á, nói chuyện chút là nó cãi lộn, nó chạy nói chuyện chút nó cãi lộn. À không có, không Pháp với Mỹ không có hợp Cãi nhau. lộn là người dân cãi thôi chị, chứ hôm qua là hai chính phủ mới đi quýnh lộn chung Gì hả? Không, á chị. cái thằng sau này á là Manuel Macron á, là nó sống từ Mỹ hồi lâu, hồi lúc nó nhỏ giờ nó là người nó sống cái kiểu quen của Mỹ rồi. Nó trẻ là cái trẻ, mà nó là cái người mà làm từ trong ngân hàng đi ra, kiểu như là kinh doanh về tiền bạc. Cho nên là cái sống, cái cuộc sống của nó, cái cách nghĩ của nó là nó khác nữa, nó không giống nữa. Cho nên là nó không có, chỉ là nó hợp đồng á, với cái ông này á, là không phải là cái gì cái gì là nó muốn làm. Mà bao nhiêu người bên Pháp người ta không chịu, nhưng mà nó chỉ làm bộ thôi, tại vì nó muốn lấy. Em biết cái hiện tại bây giờ á, là nó cần cái gì không, nó cần hợp đồng với lại bên Mỹ á, là cái vụ mà máy bay á,
mấy 2 năm về trước á, Pháp nó bị mất cái hợp đồng của cái máy bay của Boeing, Boeing á, với lại cái bên đây á, bên Pháp là nó có tự nhiên chị quên mất cái tên nó của Pháp, cái máy bay của Pháp rồi, Airbus Airbus, Airbus là hả cái Airbus của nó hồi năm ngoái á, là nó mất một cái đâu một 200 mấy máy bay gì đó, tại vì á Dạ. nó đi qua, nó đi nó làm việc với tụi bên kia, với lại tụi Nga đó, tụi nó qua đó nó làm việc với tụi đó, rồi tụi đó nó không chịu, cuối cùng nó lấy Boeing hoặc là cái gì đó khác gì đó, chị cũng không nhớ, mà cái Dạ. đó bây giờ nó Mất muốn hợp lấy, đồng. bây giờ là nó muốn lấy thằng này, nó muốn qua đó, nó muốn làm lại, nó muốn lấy lại cái quyền lực của Pháp để nó làm hợp đồng, để nó làm cái một cái gì để kiểu như là bên Pháp để nó có, nó tiến bộ kinh doanh, nó cái sẽ chính trị của nó lên một chút xíu á, tại vì nó không, nó sợ nó làm có 5 năm bên Pháp, nó làm tổng thống có 5 năm, nó sợ không kịp thời gian để nó lấy lại tất cả những cái đó, cho nên nó quýnh quá, nó gấp 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 để nó làm lại thôi. Cái đó là cái đó là cái đó là nó làm để nó giống như em nói là nó quyền của nó có cái gì đó làm sao lưng nó mới làm chứ, tụi nó đâu có không không tự nhiên đánh Chui lại mất kinh công tế. tiền. Chứ em làm em Ủa không vậy đánh chị giặc ơi, bắn. vậy chốt lại cái vấn đề lương hồi nãy chị, cái vấn đề lương nãy là chị nói là 2.500 mà thu nhập trung bình đó, là cái đó là trừ thuế, trước thuế hay là sau thuế chị? Cái đó là sao thôi, cái đó là nói sao ta, tại vì em trả lúc mà em đi làm á, cái lương đó là em đã trả hết một 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 chút xíu gì trong đó rồi, bây giờ bắt đầu em nhận cái lương đó mỗi tháng, rồi cuối năm em trả nữa, em còn trả nữa, Cuối năm còn trả nữa em hả? còn trả nữa, Vậy là cuối năm trả nhiều không, trả nhiều hơn so với phần đã trả trong tháng không, hay là sao chị? cái đó là em trả, nếu mà tính theo gia đình nó dòng kiểu như là thì theo gia đình nó tính tùm lum hết trơn em ơi, nó tính là con cái em bao nhiêu rồi, em có con em bao nhiêu tuổi rồi, cái phần rồi nhiều lắm, nói chung là em trả chắc có đó, chị nghĩ là chắc khoảng chừng trả chừng 1.000 mấy đó, hay Cuối năm hả chị? cuối năm, cuối năm nó trả giống như hồi xưa giống như ba mẹ nuôi chị, à bây giờ chị không có ở bên Pháp nữa, cho nên chị cái đó chị mới không có tính được. Ông bả mới vừa là nói nè, chị nói bây giờ có nhiêu xài tiền nhiêu hết đi, đừng có trừ lại chết thì chị không lấy được cắt nào đâu, cho nên là cứ có nhiêu xài hết. Ổng bả là già, cái mấy người già em biết không, người già hay tính tiết kiệm lắm, cái gì cũng giữ lại cho con cái á, còn bả hay ăn cái gì cũng giữ giữ lại đó, chị nói xài hết đi chứ giờ nó nuôi nhà nước nó cũng lấy lại hết mỗi tháng á, cái trong cái cuốn sổ tiết kiệm của ổng ổng giữ lại đó em biết không, cuốn sổ mà mình bỏ tiết kiệm đó là mỗi tháng mỗi năm cuối năm rồi á là nó lấy cái, tại vì cái nức nó lên nó nhiều quá, nó qua 40.000 á, qua 40.000 nó lấy lại nữa, nó lấy thuế lại nữa, là nó ổng năm ngoái ổng trả hơn 6.000, già 86 tuổi em, 87 tuổi rồi đó, ổng bà 87 tuổi mà nó còn trả thuế như vậy nữa, em tưởng tượng mấy người già cũng trả bình thường đó, là tám mấy lấy cuốn sổ ra, còn cái lương của ổng cái về hưu á là ổng trả thêm nữa, ổng trả nữa đó, là 4.000 mấy nữa tổng cộng, rồi thêm tiền đất nữa, nó tính tiền đất mà đất đất mà ký nó kêu mà bên đây nó không phải đất, mà mấy người nào mà em mà cái nó tổng cộng cái giá trị nhà của em nó bao nhiêu đó, lúc là cái đó là em qua nước tuổi về hưu á là nó tính theo cái tiền mà nhà cái miếng đất của em là bao nhiêu, cái giá trị bao nhiêu nó tính theo đó nữa, rồi nó bắt em trả nữa, cho nên là cái tổng cộng lại cứ như mấy người già mà ai mà có tiền nhiều quá hả là cũng sót không nổi, người ta đi tốt hơn nước ngoài hết trơn à, đi nước ngoài đi nước mấy cái nước mà Algeria, Maroc, Tunisia, mấy cái nước đó chị không biết tiếng Việt Nam kêu bằng gì, mấy cái em nói là cái Chị gì, cũng kêu vô luôn á chị, cũng kêu vô luôn đó, kêu như chị kêu đó. vậy hả, cứ cũng kêu vậy đó hả, Maroc Mấy mấy đó cho phi mà. đó đó đó, đúng Mấy rồi đó đó, cho phi đúng mà. rồi, thì mấy người đó tại vì mấy cái nước đó nó không có xa Pháp mấy, mà nước nó sống nó không có tốn tiền nhiều, cho nó chạy tuốt rồi nó hết, nó sống bên nó mua nhà nó sống hết, cho nên là bây giờ hiện tại bây giờ bên Pháp là thường thường mà ai mà có về hưu ít tiền cái là ta đi hết, còn còn mẹ của chồng chị nè, bả tháng nào cũng than hết trơn, cái gì để nói là thôi giờ kêu chồng chị cứ tới ấy đó xong giờ trả trả thế cho bả giùm bả đi, cứ tài khoản mình giờ bả trả nhà không nổi, cái nhà của bả bự quá rồi trả thuế nhiều quá, mình bả về hưu không có tiền nhiều, em có 1.000 mấy à, có 1.200 gì đó của bả, 1.200 mà trả tiền điện tiền nước tiền ấy tùm lum la hết, tiền dọn rồi thuế nữa rồi tiền ăn rồi tiền đủ kiểu hết trơn á, bả không đủ Má về, về hưu mà cũng không thoát thuế nữa đúng không? không thoát Má thuế, về thuế hưu leo tới em cũng chết không luôn. lấy nữa mà thường thường Rồi, á chừng cái nào này mẹ tốt nè. Cái này nó kỳ ha. Tự nhiên ví dụ như nhà, giống như nhà của bà già, bà không còn lao động ra tiền nữa, đúng mà rồi cái nhà của bà ở thôi, mà cứ hàng năm phải vẫn phải đóng cái thuế đúng giống rồi như lúc đó bà còn trẻ, đúng thì rồi cái đó tiền hưu má sao đủ đây đó?
Mà cái Nó sẽ có ra vấn một, đề. bởi vì nhiều người á, bởi VinFast á, người người ta lúc đầu á, mấy người Việt Nam á hay hay làm lậu á, làm lậu để không có trả thuế đó. Ê, không có trả thuế, với lại và người ta cũng cần, mà sẽ lúc mà người ta đi về hưu rồi đó là người ta mới thấy hối hận, nó hận là mình trả thuế, nhưng mà mới hận cái là mình đi bác sĩ á, nó trả toàn bộ cho mình luôn, mình không có đi, mình không có trả cái gì hết, mình không có, nó có một cái khác em trả, nhưng mà nó em lấy lại một cái khác, nhưng mà em trả nhiều hơn em lấy, nói chung là vậy đi, nói chung là em lấy, kiểu như em lấy lại mà không được bao nhiêu hết, em cho nó nhiều hơn, tại vì cái nước, nói chung là nước Pháp nó trả nhiều lắm, không phải là không không phải là nghĩ Việt Nam là chị thấy là nhà cửa là không có trả gì, giống như điện hay là nhìn hay là giống như là bảo hiểm, em không muốn, em muốn nhà của em muốn bảo bảo hiểm thì không ai bắt em hết trơn, bên Pháp mà em không có bảo hiểm mà nó phạt em chết luôn. Ở Việt Nam mấy cái thuế phí mũi mà cũng dễ bàn luôn á, thì em thấy chả dễ bàn luôn, so với thấy nước ngoài phí nước ngoài. Tại cái đó là cho tốt cho nước 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 của mình, tốt cho nước mình. Dạ thì thôi cũng khuya rồi ha À, chị, bữa rồi. bữa sau chị em mình nói tiếp nha. À, chị cảm ơn em nhiều nha. Tại vì chị cũng Rồi mai nói mai quên. mai mốt chị có lên, chị có nhắn tin em, chị có DM đi, em Không mời có chị lên gì, mình nói tại thêm đề tài nào đó. vì thấy với mọi người ai cũng than thuế, cho chị nói than rồi, để nói lên thuế với Pháp đi cho biết rồi, để lúc đó người hết than để trả tiền thuế Việt Dạ Nam nha. rồi. Rồi chị cảm ơn Dạ em nhiều rồi á, rồi rồi. chào Dạ mọi rất người cảm ơn á. chị, chào chị.